Sau hàng nhiệt độ điện chào các bác. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020. Em tiếp tục lên sóng một con máy rửa Mativna 60 SS6 các bác nhé. Hôm qua con ngày hôm qua em lên sóng thì em đã bán rồi. Nên em tiếp tục lên con này, em để là con số 5. Đấy. Về cái dòng SS6 này thì các bác biết rồi, nó là cái dòng mà rất là vip, có khử khuẩn bằng tia cực tím, ba tay full. Đấy, khoang máy rửa rộng rãi. Đây các bác nhìn khử khuẩn tia cực tím này. Đấy. Thấy ạ? Tất cả các dòng sau này không cần là có, ngoại trừ cái dòng SS6 này thì nó có, cho nên rất là nhiều các bác ưa chuộng. Trong quá trình mà nó đun nước, nó khử khuẩn bằng bay hơi nước và cùng đó là khử khuẩn bằng tia cực tím. Về cái dòng SS6 này thì nó cũng là Lationa thì nó cũng lâu rồi các nhé, chứ là cái hình thức của bọn này thì nó cũng nói chung là đến bây giờ thì hình thức nó cũng không phải là dòng này nữa. Nhưng các bác mua các cái dòng này thì các bác cũng lưu ý là em chỉ bảo hành cho các bác về chất lượng thôi, còn cái hình thức thì nó gọi là tính chất tương đối, chứ còn không có thể long lanh mỹ mãn được. Xin nhiều bác mà kỹ tính thì nên lấy các dòng đời sau này, còn các cái dòng này phù hợp cho các bác chủ yếu là thích cái công năng của nó. Nhưng còn các bác nào mà lại dòng này các bác đòi hỏi cầu kỳ về hình thức nữa thì thật sự nó là hơi khó luôn. Đấy. Con này thì em đã test kỹ, ok ngon lành rồi. Bây giờ quay tiếp test cho các bác xem. Đấy. Hơi nước bay rất là nghi ngút luôn, toàn bộ trong thân vỏ bằng inox hết các bác nhé. Đấy. Máy móc thì hiện trạng thì hình thức thì nó như hình thôi, còn mọi thứ thì hoạt động ok hết ngon lành. Nó cũng lâu rồi, nên con này thì em vẫn bán cho các bác là 3,8 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Các bác nào mà lấy thì các bác liên hệ nhé. Xin chào các bác.